Xin chào tất cả các em. Ở buổi học hôm nay, cô và các em chúng ta sẽ cùng đi vào các bài tập ở trong sách bài tập của bài 2, đó là phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải. Chúng ta sẽ đi vào bài đầu tiên, đó là bài 10, bằng quy tắc chuyển vế giải các phương trình sau. Ta có phương trình A, 10A như sau. Bài 10A của chúng ta ở đây là x trừ đi 2,25 thì bằng 0,75. Như vậy, ở đây chúng ta có số bị trừ này, số trừ hiệu. Vậy muốn tìm x thì các em lấy hiệu là 0,75 cộng với số trừ 2,25. Như vậy, 0,75 cộng với 2,25 thì kết quả chúng ta sẽ bằng 3, đúng không ạ? Để các em ghi kết quả vào, x chúng ta ở đây sẽ bằng 3. Câu B là 19,3 bằng 12 trừ đi x. Như vậy đây này, đây là số bị trừ này, đây là số trừ này, đây là hiệu này, đúng không ạ? Số bị trừ, số trừ hiệu. Vậy muốn tìm x thì các em lấy số bị trừ, trừ đi hiệu thôi. Lấy 12 trừ đi 19,3. Được chưa? Như vậy x của chúng ta sẽ bằng, các em lấy 12 trừ đi 19,3 và kết quả chúng ta sẽ bằng -7,3. -7,3. Câu C. Câu C là chúng ta có 4,2 thì bằng x cộng với 2,1. Chúng ta chuyển con 2,1 sang đây thì chúng ta sẽ có x, nó sẽ bằng là 4,2 trừ đi 2,1, đúng không ạ? Đây là thừa số cộng với thừa số thì bằng tổng này. Số hạng cộng với số hạng bằng tổng này. Vậy muốn tìm số hạng chưa biết thì các em lấy tổng trừ đi số hạng đã biết cũng được, đúng không ạ? Như vậy bằng 4,2 trừ đi 2,1. Vậy x của chúng ta ở đây sẽ bằng 2,1. Cuối cùng câu D. Câu D ở đây là ta có 3,7 trừ đi x bằng 4. Số bị trừ, số trừ hiệu. Như vậy muốn tìm số trừ thì các em lấy số bị trừ, trừ đi hiệu. Như vậy x của chúng ta trong trường hợp này sẽ bằng -0,3. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập đầu tiên. Tiếp theo cô và các em sẽ cùng chuyển sang bài tập số 2 nhé. Bài tập số 2 như sau, tức là bài tập số 11 đấy. Bằng quy tắc nhân tìm giá trị gần đúng nghiệm của phương trình sau, làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3, dùng máy tính bỏ túi để chúng ta tính. Như vậy chúng ta có bài 11A. 11A ở đây là 2 nhân với x bằng căn 13. Như vậy 2 nhân với x bằng căn 13 thì x sẽ bằng căn 13 chia cho 2, đúng không? Như vậy căn 13 chia 2 thì các em bấm căn 13 được dùng máy tính, đúng không ạ? Các em bấm này, máy tính của cô đây, màn hình nó đang còn bị hỏng rồi. Căn 13 các em chia cho 2 này thì nó sẽ bằng là 1,8027, đúng không ạ? Như vậy làm tròn đến chữ số thứ 3, tức là các em làm tròn đến chữ số 2 này. Số 2 này thì các em nhìn vào số ngay phía sau số 2 chính là số 7. Như vậy thì số 7 thì lớn hơn 5 nên số 2 này chúng ta nên làm tròn thêm một đơn vị. Vậy nó sẽ bằng 1,803. X sẽ gần bằng 1,803. Tiếp theo ý B. Ý B của chúng ta ở đây là
âm 5 nhân với x bằng 1 cộng với căn 5. Như vậy x của chúng ta sẽ bằng 1 cộng với căn 5, tất cả chia cho trừ 5, đúng không? Vậy chúng ta sẽ bấm này, 1 cộng với căn 5, đúng không nào, chia cho âm 5. Như vậy kết quả nó sẽ bằng là 0,6472. Làm tròn đến chữ số thứ 3, tức là làm tròn số 7 này. Các em nhìn số sau số 7 là số 2. Số 2 nhỏ hơn 5 nên là số 7 này không được làm tròn lên, giữ nguyên. Như vậy nó sẽ gần bằng âm 0,647 thôi. Đúng không ạ? Âm 0,647. Được chưa? Tiếp theo câu C này. Câu C của chúng ta ở đây là x nhân với căn 2. X căn 2 bằng 4 căn 3. Như vậy muốn tìm x thì các em lấy 4 căn 3 các em chia cho căn 2, đúng không ạ? Vậy bấm 4 căn 3 này, 4 căn 3 chia cho căn 2 thì chúng ta làm tròn đến chữ số thứ 3, đúng không ạ? Như vậy làm tròn đến số 8 này, các em nhìn sau số 8 là số 9, đúng không ạ? Như vậy số 8 này sẽ được thêm một đơn vị thì nó sẽ gần bằng 4,899, được chưa? X sẽ gần bằng 4,899. Như thế là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được hai bài, bài 10 và bài 11. Tiếp theo cô và các em sẽ cùng chuyển sang bài tập số 12 nhé. Bạn nào cần thì có thể dừng video lại một chút. Bài 12 như sau. Tìm giá trị của m sao cho phương trình sau đây nhận x bằng âm 2 là nghiệm. Đúng không ạ? Như vậy x bằng âm 2 là nghiệm, tức là khi các em thay x bằng âm 2 vào cái phương trình này thì hai vế của phương trình nó sẽ bằng nhau, đúng không? Vậy thì các em hãy thay x bằng âm 2 vào và sau đấy chúng ta sẽ giải ngược lại để tìm ra giá trị của m, đúng không ạ? Vậy bài 12 chúng ta sẽ có như sau. Bài 12 này, bài 12 là vì x bằng trừ 2 là nghiệm của phương trình. Vì x bằng trừ 2 là nghiệm của phương trình nên ta sẽ có như sau. Các em thay x bằng trừ 2 vào, tức là ở đâu có x các em thay bằng trừ 2. 2 nhân với trừ 2 cộng với m thì bằng trừ 2 trừ tiếp đi 1, đúng không ạ? Như vậy 2 nhân với trừ 2 thì bằng trừ 4 này, đúng không ạ? Cộng với m, trừ 1 trừ đi 2 thì bằng trừ 3, đúng chưa? Như vậy ở đây m của chúng ta sẽ bằng âm 3. Còn 4 này, âm 4 này chuyển sang thì bằng cộng 4. Con này chuyển sang bên này thì đổi dấu đi. Như vậy là m của chúng ta sẽ bằng 1, đúng không nào? Vậy với m bằng 1, với m bằng 1 thì phương trình sẽ nhận x bằng trừ 2 là nghiệm, được chưa? Hoặc là các em thay ngược quay lại, thay ngược quay lại, thay m bằng 1 vào. Các em có thể thay nhá, đến đây các em có thể thay, hoặc là các em không thay thì cũng được, không ai bắt các em đâu. Thay m bằng 1 vào phương trình đã cho thì ta sẽ có, ở đâu có m các em thay bằng 1 vào, phương trình đã cho sẽ là 2x này cộng với 1 này thì bằng x trừ 1, đúng không? Chúng ta giải phương trình này ra nhá, thì chúng ta có 2x này, chúng ta trừ đi x này thì bằng trừ 1 này. Con 1 này chuyển sang bên này thì bằng trừ 1, đúng không ạ? Như vậy x bằng trừ 2. X bằng trừ 2 thì cái này là thỏa mãn, đúng không ạ? Nó thỏa mãn đúng với cái đề bài là x bằng trừ 2 là nghiệm, đúng không? Vậy thì chúng ta kết luận lại là vậy với m bằng 1 thì phương trình nhận giá trị x bằng trừ 2 là nghiệm, đúng không nào? Vậy với m bằng 1
thì Phương Trình đã cho. Có nghiệm là x bằng trừ 2. Đấy, như thế này tức là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 12. Tiếp theo cô và các em sẽ cùng chuyển sang bài tập số 13 nhé. Bạn nào cần thì có thể dừng video lại một chút nha các em. Bài tập 13 này. Tìm giá trị K. Biết rằng một trong hai phương trình thì nhận giá trị x bằng 5 làm nghiệm. Phương trình còn lại sẽ nhận giá trị x bằng trừ 1 làm nghiệm. Như vậy các em xem thử hai phương trình này. Phương trình nào có nghiệm là x bằng 5 rồi thì cái phương trình còn lại nó sẽ nhận giá trị là x bằng trừ 1. Đúng không ạ? Như vậy chúng ta sẽ giải bài 13 này. Bài 13 như sau. Chúng ta sẽ xét cái phương trình. Xét cái phương trình này. Phương trình này chúng ta giải luôn được x đúng không ạ? 2x bằng 10. 2x bằng 10. Vậy thì từ đây các em sẽ suy ra x sẽ bằng 10 chia cho 2. Như vậy thì x của chúng ta ở đây bằng 5. Vậy phương trình này có nghiệm là x bằng 5 rồi thì cái phương trình còn lại, vậy suy ra cái phương trình còn lại của chúng ta là x trừ 1, nó sẽ là x bằng trừ 1, nó sẽ là nghiệm của 3 trừ đi k, kx bằng 2. Đúng không? Vậy từ đó suy ra x bằng trừ 1 sẽ là nghiệm của phương trình còn lại. Đúng không nào? Là nghiệm của phương trình. Phương trình còn lại ở đây chính là 3 trừ kx bằng 2. Đúng không? Vì đề bài người ta bảo là trong hai phương trình có một phương trình có nghiệm là x bằng 5, còn x bằng trừ 1 là nghiệm của phương trình còn lại. Như vậy chúng ta là đã chứng minh được là x bằng 5 là nghiệm của cái phương trình 2 nhân với x bằng 10 rồi. Như vậy x bằng trừ 1 nó phải là nghiệm của phương trình 3 trừ đi cái x bằng 2. Vậy đến đây thay x bằng trừ 1 vào cái phương trình này thì chúng ta sẽ tìm ra được k. Đúng không ạ? Vậy thay x bằng trừ 1 nó là nghiệm nên là chúng ta thay x bằng trừ 1 vào. Tiếp theo là chúng ta thay x bằng trừ 1 vào phương trình 3 trừ đi kx bằng 2. Vì nó là nghiệm nên thay vào luôn, đúng không ạ? Tức là 3 trừ đi k nhân với âm 1 thì bằng 2. Đúng không ạ? Vậy chúng ta có trừ k nhân với trừ 1, trừ nhân trừ thì bằng cộng này. Được chưa? Như vậy thì chúng ta sẽ tương đương với k sẽ bằng 2 trừ đi 3. Như vậy k ở đây sẽ bằng âm 1. K bằng âm 1. Vậy giá trị của k cần tìm chính là k bằng âm 1. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 13. Tiếp theo cô và các em sẽ cùng đi sang bài tập số 14 nhé. Bạn nào cần thì có thể dừng video lại một chút các em nhé. Bài tập số 14 như sau này. Yêu cầu các em giải các phương trình sau. Phần này thì cũng khá là dễ. Bài 14A là 7 nhân với x cộng với 21 bằng 0. Ở đây thì tương đương với 7x sẽ bằng 0 trừ đi 21. Đúng không ạ? Vậy chúng ta chuyển con 21 sang này. Đây là cộng này, thì đây chuyển sang nhân trừ. Hoặc là chúng ta để dễ hơn, chúng ta cứ thấy là số hạng cộng số hạng bằng tổng. Vậy muốn tìm số hạng chưa biết thì em lấy tổng trừ số hạng đã biết thôi. Đúng không ạ? 7 nhân x bằng âm 21. Đúng không? Như vậy thì chúng ta có x sẽ bằng âm 21 chia cho 7. Và chúng ta giải ra thì x trong trường hợp này sẽ bằng âm 3. Âm 3.
Trường hợp B. Trường hợp B. B ở đây là chúng ta có 5 nhân với x trừ đi 2 bằng 0. 5x trừ 2 bằng 0. Như vậy chúng ta có 5x sẽ bằng 0. Còn trừ 2 chuyển sang thì thành cộng 2. Đúng không ạ? Như vậy 5x sẽ bằng 2. Vậy x chúng ta sẽ bằng 2/5. Sang câu C. Câu C ở đây chúng ta có 12 trừ 6x bằng 0. 12 trừ 6 nhân x bằng 0. Như vậy thì chúng ta có là 6x này thì sẽ bằng 12 trừ đi 0. Đúng không? Đây, đây là số bị trừ, số trừ hiệu này. Như vậy muốn tìm số trừ thì các em lấy số bị trừ trừ hiệu. Đúng không ạ? Hoặc các em đổi vế, theo quy tắc đổi vế cũng được. Như vậy chúng ta có 12 trừ 0 thì bằng 12. Vậy x sẽ bằng 12 chia cho 6. Và x của chúng ta trong trường hợp này, x sẽ bằng 2. Cuối cùng chúng ta có câu D. Câu D. Câu D ở đây là trừ âm 2x cộng với 14 bằng 0. Âm 2x cộng với 14 bằng 0. Như vậy chúng ta sẽ có là 14 này thì sẽ bằng 0 cộng với âm 2x, 0 cộng với 2x. Cái con âm 2x này cô chuyển sang phía bên này, 14 cô giữ nguyên nhá, 14 cô giữ nguyên. Còn âm 2x chuyển sang bên này thì thành đổi vế, đổi dấu đi đúng không ạ? Thì thành cộng 2x. Như vậy chúng ta sẽ có 14 sẽ bằng 2x. Đúng không? Như vậy x sẽ bằng 14 chia cho 2 và x trong trường hợp này sẽ bằng 7. X sẽ bằng 7. Hoặc bạn nào làm này, bạn nào làm là âm 2x. Âm 2x bằng 0 trừ đi 14. 0 trừ đi 14, tức là âm 2x sẽ bằng âm 14. Vậy thì x sẽ bằng âm 14 chia cho âm 2 và x bằng 7 cũng được nhá. Cô nói lại cái cách thứ hai này. Cách thứ hai là chúng ta sẽ chuyển con 14 sang đây thì âm 2x sẽ bằng 0 trừ đi 14. Tức là âm 2x sẽ bằng âm 14. Âm 2x bằng âm 14 thì x sẽ bằng âm 14 chia âm 2 và x sẽ bằng 7. Cách đấy cũng được. Trên đây là cô và các em đã vừa đi được một số các cái bài tập ở trong sách bài tập của bài 2 là phương trình bậc nhất, một ẩn và cách giải. Các em hãy về làm nốt cho cô các bài tập còn lại nhé. Cô sẽ tiếp tục ra video tiếp theo để hướng dẫn cho các em nốt các bài tập còn lại. Cảm ơn các em đã dành thời gian theo dõi video bài giảng của cô và hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.